Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay Minh đem đến cho anh em một con R15. Phải nói là nó độ cái gì ta? Nó độ R1 đúng không em? R1 hay R6? R1 lớn R6. R1 này độ R1. Thì bây giờ sẽ quay chi tiết cho anh em xem. Và hiện tại chủ xe cũng đã mua con xe của mình. Rồi, xem nha anh em. Người ta mua xe về để người ta trưng á anh em. Thì odor của nó rất là thấp luôn, chỉ mới có 2.900 cây thôi. Tại vì do xe dựng trưng á đó. Rồi, thì đầu tiên thì mình nói trước về cái phần đồ chơi ha. Nếu như con xe này á, anh em chơi thì anh em nên lưu ý là phải, mình phải lúc nào mình cũng phải giữ cái đồ zin lại. Tại vì mấy cái đồ này á, cơ bản nó là cái đồ chơi nhưng mà nó gọi là đồ lô, nó không phải là đồ chính xác của R1. Nếu như mà nguyên cái con này mà ráp dàn áo R1 ha, R1 thiệt luôn là chắc mấy chục triệu á, bằng cái con R15 luôn á. Đó thì anh em đã ráp cái đồ lô thôi, nhưng mà cái anh em này chơi xe này thì người ta đã giữ lại nguyên cái thùng đồ zin. Đó, ở đây nè. Cái nhựa mà anh em chế á thì nó sẽ không có đẹp bằng cái nhựa mà cái xe chính hãng. Đương nhiên rồi, cái điều đó là anh em khỏi cần nói. Đó, và cái con này đặc biệt ở lên xi nhan luôn. Luôn cái xi nhan luôn để mở xi nhan cho anh em xem. Đó, thấy không? Tính toàn anh em thấy chưa? Ở đây hơi nắng nha, mình ở đây dằn nắng cho anh em quay luôn á. Tại vì khách lấy gấp quá không có kịp thời gian quay. Khách lấy quá gấp luôn, đó. Ở đây có lên chợ 4 bóng đèn chợ sáng, con xe rất là xịn sò luôn, đó. Thấy chưa? 4 bóng đèn chợ sáng, đồ chơi rất là nhiều luôn. Mua về chỉ có lời thôi. Còn nè, vỏ nè, gai còn chỉ mất một gai là trừ 1 triệu nha anh em. Anh em thấy chưa? Đó. Rồi lên bát, gọi là bát bảo vệ heo dầu nè, chống đổ trước nè. Nói chung là đồ chơi ở xe ở đây á, rồi bảo vệ các nước nè. Những cái đồ xe của con xe này á là không bao giờ mình lấy hết, để lại cho anh em hết luôn á nha. Xe sao để vậy. Rồi chống đổ nè, thì trước á chủ xe tháo cục chống đổ ra rồi, mình mua cục chống đổ mới luôn á, là mình tốn hết mấy trăm ngàn á. Con xe bỏ vô thêm mấy trăm ngàn cho nó đẹp nè, tại trước nó có cái cây mà không có chống đổ. Rồi đây cái ốp, cái bình xăng R1 nè. Thì cái hàng này hàng chế thôi, nó sẽ không có sao mà ok bằng cái hàng R1 thiệt được. Đó thì nó chỉ vậy thôi, đối với những anh em mà gọi là đam mê kiểu dáng R1. Rồi ở đây có đồng hồ Casio nè. Anh em thấy giá trị của chiếc xe lên rất là nhiều đồ chơi. Đồng hồ Casio là đó. Anh em thấy chưa, báo bình nè. Đó, rồi tiếp theo chống đổ. Rồi tiếp theo cái lên cái đuôi R1 luôn. Cái đuôi rồi xi nhan độ. Đó. Rồi tiếp nữa là lên luôn cái ốp R1 luôn, lên luôn đó. Tại vì cái này nó chế cái tỷ lệ nó giống không có nhiều, cho nên là R1 hay R6 gì á cũng lộn xộn lắm. Đây nè, lên tới đây luôn nè. Rồi lên cái ốp bảo vệ sên nè hả. Ừ thì chưa nói tới mà bây giờ mới nói tới nè. Đây cái ốp gấp nè đó. Thì nhựa này á là nó làm chắc là nhựa composite quá ha. Thì cũng được, nhưng mà nó sẽ không có bền nha anh em, nó sẽ không có bền theo thời gian. Rồi xe thì quá mới, odor thấp đó. Thì như đó thôi, nói cho anh em ha, nói về cái vấn đề mà anh em lên đồ chơi này nè. Có nhiều anh em ở bên đó là anh em lên đồ chơi anh em không giữ lại đồ zin, nhưng mà đồ zin rất là quan trọng. Đó, nhưng mà anh em này chơi xe thì ok, rất là ok. Ở đây là nguyên một cái thùng đồ zin nè. Cái này là của mình đúng không? Rồi đây nguyên thùng đồ zin nè. Thì ốc zin đồ chủ xe giữ lại hết luôn cả năm nay. Đó, ốc zin, ốc đồ.
giữ lại hết tất cả. Rồi mấy cái ốp bình xăng nè, xe zin đến nỗi kính gió còn hết luôn, đuôi nè, rồi tùm lum hết. Nói chung mình về mình sẽ gom lại bô đồ nữa nè, mình sẽ gom lại mình đưa cho bạn mua, người khách mua xe bên mình, bạn nó đi rút tiền rồi đó. Thì cái bô nè, mình sẽ cho anh em nghe cái bô. Lâu quá quên rồi. Không, cái cây này là thôi nghe đi. À, giờ nắng quá nó quýu quên luôn á, quay lại nhanh quá. Rồi cho anh em nghe cái bô này nha. Cái bô này cũng không phải hàng riêu đâu, nhìn cái carbon nè đó. Nhưng mà đối với R15 là anh em lên cái bô này là anh em chơi là ok rồi. Anh em thấy chưa, rất là đẹp luôn, đồ chơi hình như hầu như là full luôn á. Biết anh em biết thiếu gì không, thiếu mấy ốc titan lại mấy bình dầu độ nữa là full đồ rồi. Rất là ok thì được á, nói chung tổng thể đồ chơi nhưng mà giá lại hợp lý, giá rẻ. Anh em biết con này bao nhiêu không? 60 triệu, 60 triệu cho một con xe full đồ chơi, full đồ zin, rất là rẻ. Rồi vỏ nè. Ơi em, hình như cái vỏ này đâu phải vỏ của nó, không phải vỏ gì, vỏ bự đúng không, lớp to. Con này lên lớp 160, quên chứ, con này lên vỏ 160 rồi, quên tháo cặp lớp 50 hả? Tháo cặp lớp này bỏ vào Z3 chạy là y bài luôn á. Quên tháo chứ. Tháo cặp này bỏ vào Z3 CB500 rồi á, chạy ok. Ừ thôi để cho anh em luôn đi. Rồi vậy nha. Cảm ơn anh em đã xem clip, lát nữa mình quay phỏng vấn của bạn chủ xe nữa là xong. Rồi thì bây giờ mình sẽ giao xe cho thằng em nó. Thì có những cái anh căn dặn là nhớt nhau, mấy xe này mới thì nước mát thì không cần thay đó, còn mình chỉ cần về mình đi thời gian mình thay nhớt thôi. Còn chừng nào mà chán muốn là về zin thì qua đây anh về zin lại. Còn mấy cái này là cái nhựa nó chế Leo, biết không, nó lên cái foam R1. Rồi chị giao xe ha, rồi ngày mai anh em mình ký giấy lên clip luôn. Chào mọi người, rồi cười vui vẻ rồi chứ. Chào mọi người. Rồi ok, cảm ơn anh em. Thì đó là những gì mình chia sẻ về cái con xe này đó. Thì đối với những anh em đam mê á, là anh em lên như vậy là được rồi. Còn mà anh em mua luôn cái dàn áo R1 thì rất là mắc, dàn áo R1 mấy chục triệu thì sao mà chơi nổi đó. Thì đó, anh em này, anh em bằng chế bằng nhựa composite, từ nhựa gì đó để lên là những cái này. Nhưng mà khi mà anh em lưu ý nha, khi mà anh em mua những cái con xe này nè thì anh em phải có full đồ zin, để lỡ mà sau này nó hư á, mấy cái này nó gãy nè, hay là nó lủng hay là gì đó, thì anh em có cái đồ zin anh em bỏ vô. Quan trọng nhất vẫn là xe zin nha anh em. Anh em có lên đồ chơi gì anh em phải giữ cái đồ zin lại, sau này cho những anh em khác người ta chơi dễ. Giống như mà xe này mà nó dù mà nó không có đồ zin thì em khó chơi, với lại anh cũng không có mua về để anh em chơi đâu. Anh em về rồi anh em lấy gì anh em thế vô, đúng không, lỡ nó hư cái em phải đi chế nữa hả. Cho nên anh em lưu ý khi mình chơi xe là mình phải đó, giữ full zin lại. Giống như cái chủ xe này nè, là biết chơi xe, giữ luôn cái full đồ zin lại, để lại cho anh em sau người ta chơi người ta không có tốn kém gì nữa. Rồi cảm ơn anh em đã xem cái clip này ha. Rồi chúc anh em tìm được một cái con xe như ý giống như bạn này. Rồi ok anh em.